Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay, mình gửi đến các bạn ván cờ rất nóng hổi tại giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 2021 giữa Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh và Á Quân 2020 Dương Đình Chung. Mời các bạn thưởng thức ván cờ rất hay của Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh. Biên bản dòng 1, nội dung cờ nhanh. Chi 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 chứ 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 chứ
将军，吃。 吃。 吃。 Mã 4 thôi bà. Chơi ở đây xe đỏ đang nằm ở hàng chốt bên đen, cho nên với lực lượng lời quân lời chốt bảy tượng, Dương Đình Chung cảm thấy không chống đỡ được nên buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong ván cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận video.